với một chai Thiên Lôi như thế này là dung tích là 1 lít. Chai Thiên Lôi là chai trong suốt. Bà con có thể nhìn thấy rằng thuốc ở bên trong chai là có màu đỏ sẫm và rất là đặc. Chiếc nắp đỏ ở trên chai như thế này là với vạch chia dung tích là 100ml. Trên thân chai diệt cỏ Thiên Lôi thì luôn có đầy đủ thông tin công ty cũng như là hướng dẫn sử dụng được in ở trên thân chai. Với chai thuốc diệt cỏ Thiên Lôi thì với dung tích là 1 lít, nhưng khi mà các bác đã cân lên ấy, thì lúc nào cũng được 1 cân 2 đến 1 cân 3. Thì điều đấy chứng tỏ là thuốc Thiên Lôi rất là đậm đặc. Nhiều bác có hỏi là cái thuốc diệt cỏ Thiên Lôi này có độc không. Thành phần glufosinate là thành phần gốc sinh học nên rất an toàn cho đất cũng như là cây trồng. Bằng chứng là khi các bác phun thuốc diệt cỏ Thiên Lôi ấy, thì chỉ 5 đến 7 ngày là các bác có thể gieo hạt và lấy mầm bình thường. Các bác dùng cái thuốc diệt cỏ Thiên Lôi thì dùng lâu cũng không gây thoái hóa cho đất. Với một chai diệt cỏ Thiên Lôi thì bà con có thể pha được cho là 6 đến 9 bình 20 lít như thế này. Nhưng để thuốc đạt được hiệu quả cao nhất thì khuyến cáo bà con nên pha cho 7 bình. Thì với bình 20 lít như thế này thì bà con nên pha là 150 ml thuốc cho bình 20 lít. Đầu tiên thì bà con nên cho 1/3 bình nước. Sau đó chúng ta hãy đổ thuốc diệt cỏ Thiên Lôi vào. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cho đầy bình nước. Ở bên trong mỗi chai thuốc cỏ thì đều có màng bọc rất là chắc chắn. Thì với một bình 20 lít thì bà con sẽ cho 1 lắp rưỡi lắp đông như thế này. Đây là 100ml này. Và cho thêm nửa lắp nữa là 150ml cho một bình 20 lít. Khi đổ thuốc diệt cỏ Thiên Lôi vào nước thì nước sẽ chuyển sang màu đỏ nhẹ và gần như là thuốc diệt cỏ Thiên Lôi là không có mùi. Bà con lưu ý là khi pha thuốc diệt cỏ Thiên Lôi để đảm bảo được chất lượng tốt nhất thì bà con nên sử dụng nước sạch, không sử dụng nước đục hoặc nước nhiễm phèn, bởi vì là nước đục và nước nhiễm phèn có thể lẫn tạp chất và gây giảm tác dụng của thuốc. Để đặt hàng chính hãng, các bác có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận, nút tìm hiểu thêm góc dưới bên phải hoặc liên hệ với hotline trên màn hình, sẽ có chuyên viên bên em tư vấn miễn phí.